Rồi trên xe bây giờ là chúng ta có một hot boy đẹp trai 75 tuổi hay nào? Đó, nhìn có kiến, thoát thoáng. Đó, tí trên trên mặt kiểu mát mà bắt minh nha mọi người. Đây là hot boy của bạn Thảo. Đó. Còn kế bên là bạn Thảo. Bây giờ là cả nhà đang đi tìm bánh xèo hả Thảo? Bánh bèo bà Hường ở số 402 Phan Đình Phùng. Thì bây giờ mọi người đang ở trên 525-22 rồi vẫn đi tiếp thẳng tới đường Phan Đình Phùng nha mọi người. Đà Lạt thì mùa này bắt đầu rất là tấp nập tại vì cũng đã khống chế dịch được an toàn đó. Cũng phải đi chơi mà vẫn phải giãn cách xã hội. Phải kiểu phải đeo khẩu trang mọi thứ. Nó Phúc với Thảo chị này vừa đây quên quay mọi người một cái xe trái cây ở bên lề đường. Một chiếc mận. Mận thì hồi nãy là bao nhiêu 40 ngàn một ký. Quýt là 25 ngàn một ký. Ổi nãy là nhiêu Thảo? 50 đúng không? 25 hả? Để mình mua hai cái ổi luôn hả? Hai cái ổi luôn là 25, có gì vậy chi hai cái bịch trái cây nó chưa tới 200 ngàn mà ăn ngập mặt nha mọi người. Bây giờ đi tiếp. Lý mình nhớ lấy mấy trái vô mình trắng miệng á Thảo. Ha, lấy trái gì á mình vô mình ăn mình hay quýt đi ha. Hay là vậy quýt đi để cho đỡ phải rửa ổi với mận phải rửa Thảo ơi. Ổi mận về bếp mình rửa. Hình như tôi có đem con dao, hình như bếp cũng có dao phải không? Không biết. Không tôi có đem con dao, tôi có. À mận chị ấy á. Chị ấy chị cũng ở đó mà. Chị Thiên Ý đó mọi người, đang nhiệt tình ra chị đường rồi. Bác Minh, bác Minh nó đang chạy, đang đi lái xe từ sân bay đón con gái đó, bây giờ lên đây đi chơi con gái xong sau đó lái xe về lại trước cổng luôn mà thấy ngồi chưa? Mà 200 mét nữa điểm đến của bạn sẽ nằm ở bên phải. Mình là 402. Cho nên là mọi người thấy sao Phương Thảo đẹp gái là vì lấy cái nét đẹp của cả ba và mẹ gộp lại, gom lại cho mọi người, cho nên cái nét đẹp đó. Còn cái Phúc nét đẹp, Phúc là nét đẹp chỉnh sửa, mọi người đừng có quan tâm tới cái nét đẹp. Sửa mặt tôi sửa bấy rồi. Chỉnh là chỉnh miệng đẹp thôi hả? Tôi người. Chỉnh một chút thôi mọi người, tôi chỉ chỉnh một thu cánh mũi vô một chút thôi. Tôi làm da mặt một chút thôi. Rồi bơm filler một chút thôi mọi người. Cái chân mà tôi cũng xăm một chút thôi. Cái cằm cũng chích một chút. Nói chung một cái một chút. Răng cũng là nên là trắng cũng là một chút thôi mọi người. Nói chung là nguyên cái mặt tôi để một cái làm chút chút thôi. Răng làm ở đâu đẹp? Răng là My Iris nha mọi người. My Iris đó. Điểm đến của bạn nằm ở bên phải. Còn da đẹp thì cứ tới Doctor Di Anh tôi mới cho Thảo một cái phong chờ đó. Nhớ Thảo nhớ không? Đúng 8 triệu 10 triệu gì đó. Tôi sinh nhật tôi cho bạn. Đây mẹ bà Hường ở trên đó bạn. Đó, bây giờ làm sao để đậu chỗ nào đây? Đậu đi. Đậu trước quán. Người ta nói đừng đi lên về những cái chỗ phòng thủy quán. Dạ. Gửi cửa đây đi. Cái xe đây đi. Dạ rồi. Ở đây rồi, mình đã tới rồi đây Hồng Phúc. Rồi, ok, tôi tới giờ xuống nha mọi người. Đó, với cái tập 2 này thì tôi với MC Phương Thảo là đi review các cái món ăn ngon ở Đà Lạt. Bây giờ là đâu Thảo? Đây là bánh bèo bà Hường ở số 402 Phan Đình Phùng, phường 2 Đà Lạt. Rồi, để quay cho mọi người coi nha. Bánh bèo bà Hường rất là ngon nha. Em đi quay YouTube với chị chào. Em chị là bà Hường hả? À con bà Hường. Chị là tên gì ạ? Chị Nga nha mọi người. Đây nè, trời ơi ngon lắm mà phải ăn bằng được. Bữa bạn em là MC Phương Thảo là ăn rồi. Bây giờ tới phiên MC Hồng Phúc là em là ăn. Dạ đó. Ăn cái gì? Ba gì thập đẳm luôn hả? Ở đây là bán lâu chứ chị được bao nhiêu năm rồi chị? Nhưng mà chị mở cửa đây lâu chưa? Chị, lúc trước chị bán ở chợ, nhưng mà chị qua đây được 11 năm. Từ mẹ chị bán? Tầm 10, rồi tới giờ là mười mấy năm rồi hả? 5 năm. Rồi thôi mọi người. Là 73 là 48 năm hả? Đó, chị cứ làm đi, chị làm đi, chị cho em quay nè. Đó, đây là cái bánh bèo chị làm, mọi người nhìn nha. Mà chị chế biến sẵn hết rồi. Cái này là cái kêu là da heo phải không chị? Da heo, cái sốt quan trọng là cái ngon đây là cái sốt phải không chị? Ngon
lắm. Thấy cái tai với bò bánh bèo vậy là cũng ngon mà. Đeo bao tai rất sạch sẽ và vệ sinh an toàn, vệ sinh thực phẩm nha mọi người. Một đĩa như vậy thập cẩm như là bao nhiêu chị? 35 ngàn, giá cũng hợp lý bình dân ha. Khách đông nhất vào lúc nào chị? Dạ yeah. Không hề quảng cáo, thấy ngon thì quay thôi nha mọi người, chứ không có ăn một cái đồng tiền bạc quảng cáo nào từ bánh bèo bà Hường. Ngon chưa? Của em thì nhớ cho nước mắm ớt nha. Chả lụa đồ đầy đủ. Chả này là chả kêu là chả quế hay sao? Chả mà để ăn bún bò đúng không? Chả cay thôi đúng không? Xanh nột nè. Mà được cái tôi thấy ở đây nó sạch sẽ Thảo ha. Cái quán mà nó được cái nó sạch sẽ là nó bắt mắt à. Các anh chị ở đây cũng rất là dễ thương, nhiệt tình lắm, khách đông là điều phố luôn, ngon lành lắm, theo thứ tự đàng hoàng hết, không có ai phiền hà được hết. Chuyên nghiệp ha. Đúng rồi, rất là chuyên nghiệp. Đó, điểm, trời cái điểm mắm ớt trời. Trời thấy là thấy ngon rồi nè, mắm pha luôn có không chị? Mắm pha có ớt. Pha có ớt. Đặc biệt Hồng Phúc là cao đây và cho tôi thử luôn đi, tôi review cho. Rồi bây giờ Thảo đưa là Phúc phải thử là mọi người. Ôi, nó rất là ngon nha mọi người. Nó không quá giòn, cũng không quá bở, mà vừa đậm đà như chả bò hả? Không, đây là chả thịt bò. Chả thịt heo luôn. Muốn ngửi chưa? Là vừa ăn. Muốn ngửi vừa ăn nha. Ngon lắm mọi người. Rất là ngon nha. Cái nước mắm này cay nhiều không chị? Cái này không cay nè. Cái này cũng không cay. Cái này là cay nhiều nè. Cái nước mắm không cay. Để cái này nó cay. Ngon lắm. 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 Vô nè. Cắt này đi. Đang đi đây. Đây là chúng ta phải xa xa vậy chúng ta. Mọi người xa xa vậy mới thấy mặt được nhau đồ. Không mình cứ ép vô mình lùi vô cái thể mình nó hảo kệ. Nếu mọi người thấy mặt cái máy luôn bên chạy là biết bị giật chạy mất nguyên cái máy. Đây. Rất là ngon. Cái nước mắm chỉ đậm đà không? Còn cái tôm, cái bột gạo của cái bánh bèo á, nó dẻo quá. Bác ở chợ nơi này kìa. Bác lâu thì bác ngồi đi cho có liền. Ăn mà cũng bị la đó mọi người. Không, ăn tới ba cây chả. Mà Phương Thảo không có ăn. Đây, bác mới đặt vô và bác mới. Đây, bác mới đặt ba cây chả nè. Bác mới đặt mấy cây chả. Không mình có một cây gì đó, không mình nói lên nữa không? Cây một cây thì bà lùi lùi dê cái mặt mà nó nhỏ đã, mình ngồi gần cái mặt mượn hết nữa. Dê dê ra. Ngon lắm. Ăn một cây rồi bây giờ kêu Thảo bốc lên hai cây nữa. Thảo kêu ăn quá kìa, ăn ba cây giả. Nó sốt là ngon ha. Nó sốt tôm. Ăn mắm ớt. Ăn được không? Ăn được không? Không. Sốt tôm được bọc rồi. Trang đầy đi rồi để cho Phúc Trang. Trang này nhìn Trang rồi. To lắm nha mọi người. Bánh bèo bà Hường 402 Phan Đình Phùng. Phường mấy chị? Phường 2 quận Phú Nhuận. 35.000 một đĩa. Ủa quận Phú Nhuận. Nhà vợ Phú Nhuận. Thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên là đi đâu cũng nhớ Phú Nhuận á. Mà tôi được có hiếu với vợ mà thấy không chú? Con có hiếu với vợ má? Có hiếu với vợ vậy đó, nhưng mà lúc nào cũng là ở đồn mang cá vui hơn ở nhà. Đi thì vui hơn. Ăn nhậu được ở nhà có nhà vợ bị chửi. Mà nó cứu một người hết em rồi lù rồi. Ủa? Mặt mập không hề cho điểm với mọi người. Không. Có khách là đông nha. Khách khách vô. Chuyên khách, khách rồi mọi người, khách vô đông. Không,
4 dĩa đi, 4 dĩa. Bình An đi cho bạn gì? Cho 3 dĩa. Ngon mà ngon, ngon không? Ngon không? Da heo bây giờ cũng rốt. Đúng rồi, chảo chỉ tiền riêng chứ đúng không? Đúng rồi. Chả là bao nhiêu cây chị? 10 ngày một cây chả là tôi ăn mà chị chia cái đĩa tôi sắm là đúng rồi, ba cây chả. Bánh bèo thì bột rất là vừa ăn mình rất là mịn. Bánh bèo ba cây chả rồi. Cho con xin nhiều nhiều cái gì rồi. Đúng rồi. Thầy giờ có ăn cái ba cây. Ngon không? Đầu bạn em đi. Đúng rồi. Con dễ bút là ba cây chả là 85 ngàn á. Dạ, cảm ơn chị. Cái này là chị, chỉ mời em đĩa này thôi. Nếu không tính tiền bao nhiêu chị? Nếu không tính tiền bao nhiêu? Những hàng hông mà phải hơn thì nó là 20 ngàn. Dòng cận luôn. Dòng ăn hay ngon quá chị, cận em vậy đó. Cũng vô hả? Nãy giá nhiêu thì cũng phải làm bánh ra bằng bộ. Đang đây giá nhiêu thật bổ. Xuyên lên hả? Dò đó. Đây là có ăn đi. Anh nhau mặt không bút kìa. Không bút không. Không bút thức ăn ngon. Mặt nó bự kìa. Ăn ngon, nhưng mà lần hôm ăn thì lỗi là đến là không bút thức ăn ngon và biết hưởng thụ ăn uống, đi chơi rồi. Mọi người theo dõi cái nước không bút thì thấy là rất là người rất là biết tận hưởng cuộc sống của mình. Làm thì làm hết sức, mà chơi cũng chơi hết mình. Ăn uống là ngập mặt cho mọi người, có sức mới ăn được. Cái tâm là nó sáng, nó bự quá hả? Học tâm á. Tâm nó được con cớt quá. Đấy con cớt là tâm quá. Là để trả rồi đó. Đúng rồi. Đó. Ở nhà heo. Bây giờ thử mấy món ngon Đà Lạt rồi. Hả? Có cũng được. Dạ. Tại nãy chị nghe nói là bánh bèo không có gì. Không, cái này là nhà vợ em. Nhà vợ em lộn với chị. Em nói là 402 Phan Đình Phùng một cú nhận luôn. Chị nghĩ em ở quận. Dạ đúng rồi. Nhà vợ chị. Tại vợ trường sinh bất tử mà chứ. Nó hảo vợ không lắm. Nó hiếu với vợ. Nghe bạn này cũng có dụng luôn. Ở vậy đi học có làm gì vậy? Chị nói chi nhánh cho nó đi em làm quản lý cho chị. Nha. Chi nhánh Ba Hường, bánh bèo Ba Hường ở Phú Nhuận, Sài Gòn đi. Yeah. Làm Sài Gòn á chị? Đỡ lắm hả chị? Sắc ha. Nhà là bà Hường là 8 đời là bán bánh bèo. Tới đời con của cháu bà Hường là không có làm, nó làm tiến sĩ trong đó rồi không có làm bán bánh bèo thất truyền. Tới đời cháu bà Hường là không thất truyền rồi. Bây giờ làm nghề vậy gì chị, tiến sĩ vậy chị? Ngôn ngữ học Yeah. Tiến sĩ Bà Hường là bây giờ là ủa cháu ngoại Bà Hường là giờ tiến sĩ ngôn ngữ học. Mọi người cứ tới đây ủng hộ bà Hường nha, 402 Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Đà Lạt. Tôi nói tôi nghe muốn giọng. Bây giờ là sẽ đi ăn bơ kem bơ. Ăn bơ là ở đâu? Ngang Trỏi hả? Kem bơ Nguyễn Ngang Trỏi nha mọi người. Kem bơ Nguyễn Ngang Trỏi, sau đó chúng ta sẽ qua Lẩu Dê. Còn Lẩu Dê đâu để search Google. Ăn thì giờ tới lúc vô đang đám cưới là không ăn nữa, chứ nhìn cô dâu chú rể không ăn nữa. Ok, tạm thời vậy đi nha. Qua, lát nữa gặp lại.